Chương 45 Cánh cửa phương tiện. Một buổi sáng, khi đi ra hồ lấy nước, Đại Đức A Nan Đà gặp lệnh bà Kiều Đàm Di và khoảng 50 người phụ nữ đứng phía bên ngoài tịnh xá của Phật. Người nào cũng đã xuống tóc, người nào cũng khoác y vàng, và bàn chân người nào cũng sưng dù lên và chảy máu. Ban đầu, thầy tưởng đó là một nhóm khất sĩ, nhưng nhìn kỹ lại, thầy mới biết là không phải. Ngạc nhiên đến cực độ, thầy tới hỏi bà Kiều Đàm Di: "Trời ơi, lệnh bà đi đâu mà mới sáng tinh sương đã thấy đứng ở đây? Chân cảnh tại sao sưng trầy và chảy máu như vậy? Còn các công nương nữa?" Bà Kiều Đàm Di nói: "Đại Đức A Nan Đà, chúng tôi đã xuống tóc, đã bỏ hết đồ trang sức, đã từ bỏ hết mọi tiện nghi vật chất trong cuộc đời. Chúng tôi đã đi bộ từ Ca Tỳ La về tới đây từ hơn 15 hôm nay và đã xin ăn ở dọc đường. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi cũng có khả năng sống đời sống của người xuất gia được. Đại Đức A Nan Đà, xin Đại Đức bạch dùm với Phật cách nào để chị em chúng tôi được chấp nhận vật giới xuất gia." A Nan Đà nói: "Dạ, lệnh bà và các công nương hãy cứ đứng chờ ở đây, tôi sẽ vào thưa ngay với Phật. Tôi hứa sẽ làm hết sức của tôi." Đại Đức A Nan Đà vào trong tịnh xá khi Phật mới thay áo xong. Đại Đức Nagita, hiện là thị giả của người, cũng có mặt trong tịnh thất. Thầy bạch với Phật những điều mà thầy vừa trông thấy và nghe thấy. Phật im lặng. Một hồi sau, thầy hỏi Phật: "Thế Tôn, người nữ xuất gia và tu hành theo chính pháp thì có thể chứng ngộ được những quả vị như nhập lưu, nhất hoàng, bất hoàng hay A-la-hán không?" Phật nói: "Được chứ." "Vậy thì tại sao Phật không cho người nữ xuất gia? Thế Tôn, lệnh bà Kiều Đàm Di là người đã chăm sóc và nuôi nấng Phật ngay từ khi Phật mới sinh ra, và thương yêu Phật không khác gì một người mẹ đẻ. Lệnh bà đã xuống tóc, đã cởi bỏ hết mọi trang sức, đã đi chân đất từ thành Ca Tỳ La Vệ về tới đây. Lệnh bà muốn chứng tỏ rằng những gì người đàn ông làm được thì người đàn bà cũng có thể làm được. Xin Phật từ bi cho lệnh bà được xuất gia trong giáo pháp của người." Phật lặng thinh. Một lát sau, người bảo thầy Nagita đi tìm các đại đức Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nậu Lâu Đà, Bạc Đề Ly, Kim Tỳ La và Ca Diếp, mời họ đến cho người thỉnh ý. Phật và các vị đệ tử phụ tá hội ý khá lâu. Phật nói không phải Phật kỳ thị người nữ, nhưng người chưa nghĩ ra được cách thức chấp nhận người nữ vào trong giáo đoàn mà không tạo ra những trở ngại trong nội bộ cũng như từ bên ngoài. Sau một hồi trao đổi ý kiến, Đại Đức Xá Lợi Phất nói: "Lệnh bà Kiều Đàm Di lâu nay là một người có quyền hành và ảnh hưởng rất lớn trong hoàng tộc cũng như ngoài xã hội. Theo như lời Đại Đức Bạc Đề Ly đã nói, nếu ta không có một pháp chế quy định sự phân biệt nam nữ và quyền hạn cho rõ rệt thì sau này có thể có những rắc rối xảy ra. Ta cần có một pháp chế như vậy. Pháp chế này đồng thời cũng là để giảm thiểu những phản ứng bên ngoài của một xã hội đã ngàn đời có tính cách trọng nam khinh nữ. Tôi đề nghị một pháp chế 8 điểm như sau. Thứ nhất, một vị nữ khất sĩ phải luôn luôn cung kính chào hỏi một vị nam khất sĩ, dù vị nữ khất sĩ này tuổi đời lớn hơn và tuổi tu cũng lớn hơn vị nam khất sĩ. Thứ hai, các vị nữ khất sĩ phải tìm về an cư mỗi năm ở những trung tâm nào có một đoàn thể nam khất sĩ để nương tựa và học hỏi. Thứ ba, cứ mỗi tháng 2 kỳ, giới nữ khất sĩ phải gửi người đi thỉnh chúng nam khất sĩ chỉ định ngài Bố Tát và cử người đến thăm viếng, giáo huấn, khích lệ việc tu học của nữ chúng. Thứ tư, vào ngày kết thúc của mùa an cư,
vị nữ khất sĩ phải dự lễ tự tứ và cầu chỉ giáo về sự tu học của mình, không những ở trung tâm nữ khất sĩ của chính mình mà còn ở trung tâm các vị nam khất sĩ nữa. Thứ năm, khi phạm giới, vị nữ khất sĩ phải sám hối trước cả hai chúng nam và nữ. Thứ sáu, những người nữ sau thời gian tập sự xuất gia phải cầu xuất gia thọ đại giới trước cả hai chúng nam và nữ. Thứ bảy, một vị nữ khất sĩ không được nói hành và chỉ trích một vị nam khất sĩ. Thứ tám, vị nữ khất sĩ không được phép giảng dạy cho đoàn thể các vị nam khất sĩ. Đại đức Mục Kiền Liên cười: tám điều này rõ ràng là có ý kỳ thị người nữ rồi, sao lại nói là không kỳ thị? Đại đức Xá Lợi Phất đáp: tám điều này được đưa ra với mục đích chính là mở được cửa cho giới phụ nữ đi vào giáo đoàn. Mục đích của nó không phải là kỳ thị, mà là chấm dứt sự kỳ thị. Điều cốt yếu là người phụ nữ được xuất gia. Sư huynh không thấy điều đó sao? Đại đức Mục Kiền Liên mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ thông cảm sâu xa với bạn. Đại đức Bạc Đề Ly góp ý: tôi thấy pháp chế bát kính rất cần thiết. Lệnh bà Kiều Đàm Di là một người có quyền hành lớn, lại là mẹ của Đức Thế Tôn. Nếu không có pháp chế bát kính thì bà sẽ không thấy được ranh giới quyền hạn của bà, và sẽ không có ai có khả năng điều chỉnh bà ngoài Phật. Phật bảo Ananda: Ananda, thầy hãy ra báo cho lệnh bà Kiều Đàm Di biết tin này. Thầy nói rằng nếu lệnh bà chấp nhận tám điều gọi là bát kính pháp vừa nói, thì lệnh bà sẽ được phép xuất gia. Lúc Ananda ra thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng bà Kiều Đàm Di và các vị công nương vẫn còn đứng chờ ngoài ngõ. Sau khi nghe nội dung bát kính pháp, bà Kiều Đàm Di nói: đại đức Ananda, xin đại đức bạch với Đức Thế Tôn rằng, khi một cô gái xinh đẹp và trẻ trung mới tắm và gội đầu bằng nước thơm, mà sẵn có người ta đem tới cho một vành hoa kết bằng hoa sen hoặc bằng hoa hồng thơm ngát, thì cô gái ấy sẽ sung sướng đưa hai tay ra đón nhận và để trên đầu mình. Cũng như thế, tôi rất sung sướng chấp nhận pháp chế tám sự cung kính và sẽ hành trì theo suốt đời nếu tôi được phép xuất gia. Đại đức Ananda hoan hỷ và báo tin này với Phật. Trong số các vị công nương đi theo, có người nhìn đức bà Kiều Đàm Di có ý như dò hỏi. Bà mỉm cười nói: các người đừng ngại, điều quan trọng nhất là chúng ta được xuất gia làm nữ khất sĩ. Những điều trong bát kính pháp không phải là những trở ngại cho sự tu học của chúng ta, mà chính là cửa ngõ để chúng ta đi vào. Năm mươi mốt người nữ được làm lễ xuất gia ngay trong ngày hôm đó. Đại đức Xá Lợi Phất sắp đặt để các vị này có ngay một trung tâm tạm cư. Nữ cư sĩ Amba Pali vui lòng để cho các vị nữ khất sĩ được sử dụng vườn xoài của bà để làm chốn tu học. Đại đức Xá Lợi Phất cũng được Phật ủy thác việc dạy cho các vị nữ khất sĩ những phép tắc hành trí sơ đẳng của đời sống xuất gia. Sau đó tám hôm, nữ khất sĩ Kiều Đàm Di tới xin tham vấn Phật. Bà thưa: Thế Tôn, xin người từ bi dạy cho tôi vắn tắt cách hành trì để tôi có thể tiến mau trên đường giải thoát. Phật nói: nữ khất sĩ Kiều Đàm Di, điều quan yếu nhất là phải nắm lấy tâm ý của mình, phải học phương pháp theo dõi hơi thở và quán niệm về bốn lãnh vực thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Quán niệm như thế nào để càng ngày càng thấy phát triển nơi mình đức khiêm nhường, thanh thản, buông bỏ, thanh bần và an lạc. Khi những phẩm chất ấy của tâm ý được phát triển, mình có thể an tâm là mình đang đi trên con đường chánh pháp, con đường tỉnh thức và giác ngộ. Nữ khất sĩ Kiều Đàm Di rất hoan hỷ. Bà từ giả Phật và trở về với các vị nữ khất sĩ đồng tu.
Bà dự tính sẽ thiết lập một trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại Tỳ Xá Ly này, để có thể được gần gũi và học hỏi với Phật cùng với các vị đệ tử lớn của người, ít nhất là trong thời gian Phật còn lưu trú tại đây. Bà lại có ý nguyện trở về Ca Tỳ La Vệ để mở một trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại quê hương mình. Ngay hôm đó, bà nhờ người về báo tin mừng cho công nương Gia Du Đà La tại Ca Tỳ La Vệ. Bà biết rằng tin nữ giới được chấp thuận vào giáo đoàn khất sĩ sẽ nổ tung ra như một tiếng sét và sẽ có rất nhiều phản ứng trong xã hội. Người ta sẽ lên án và công kích Phật cùng giáo đoàn. Phật và giáo đoàn sẽ gặp những khó khăn không thể nào lường trước được. Nghĩ đến đó, bà thấy một niềm biết ơn tràn ngập tâm tưởng bà. Bà thấy rõ pháp chế bát kính không phải là những điều kỳ thị nữ giới, mà lại là những phương tiện bảo vệ và che chở cho giáo đoàn, trong đó có nữ giới. Bà tin rằng trong tương lai, khi sự kiện nữ giới được xuất gia đã trở nên một sự thực rồi, thì pháp chế bát kính sẽ có thể không còn cần thiết nữa. Từ hôm có ni chúng, giáo đoàn của Phật bắt đầu được gọi là một giáo đoàn bốn chúng: một, chúng nam khất sĩ; hai, chúng nữ khất sĩ; ba, giới nam khất sĩ; và bốn là giới nữ khất sĩ. Ni trưởng Kiều Đàm Di đã suy nghĩ kỹ về cách phục sức của giới nữ khất sĩ. Bà đã trình bày với Phật ý kiến của mình và đã được Phật chấp thuận. Các vị nam khất sĩ thường chỉ dựng ba thứ: một tấm gọi là An Đà Hội là quần dưới, một tấm gọi là Quốc Đa La Tăng là áo mặc bên trên, và một tấm gọi là Tăng Già Lê là chiếc áo khoác bên ngoài. Các vị nữ khất sĩ ngoài ba tấm ấy còn được phép dựng thêm hai tấm khác: một là Samka Sika dùng để thắt ngang hông, và hai là Kusulaka dùng như một chiếc váy. Ngoài y và bát, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ có quyền làm sở hữu chủ một cái quạt để che đầu khi trời nắng, một chiếc lọc nước uống, một dây kim và một ít chỉ để khâu giá lại xem y, một cái tăm sữa răng và một chiếc dao cạo để cạo tóc mỗi tháng hai lần. Chương 46. Nấm lá Simsapa. Tu viện Trúc Lâm ở Dương Xá, tu viện Trùng Cát ở Tỳ Xá Ly, và tu viện Kỳ Đà Cấp Cô Độc ở Xá Vệ đã trở nên ba trung tâm hành đạo và hoằng pháp lớn. Các vị khất sĩ đã tạo lập những trung tâm tu học rải rác trong các vương quốc Ma Kiệt Đà, Câu Tác La và những vương quốc nhỏ kế cận. Hình bóng những vị khất sĩ áo vàng khoan thai và tĩnh lặng xuất hiện khắp nơi. Đạo lý tỉnh thức đã được truyền bá đi mọi nơi chỉ sau 6 năm hành hóa của Phật. Mùa an cư thứ 6, Phật cư trú trên núi Makula. Mùa an cư thứ 7, người ẩn cư một mình trên núi ở Tăng Khư Thi, mãi ở trên vùng thượng lưu sông Hằng. Mùa an cư thứ 8, người cư trú tại Sumsu Maragira ở xứ Bát Ga. Và vào mùa an cư thứ 9, người về cư trú tại Cự Thường Di. Cự Thường Di là một thị trấn lớn thuộc vương quốc Yamsa, nằm trên tả ngạn sông Chamuna. Nơi đây đã có một trung tâm tu học quan trọng. Tu viện nằm trong một khu vườn ở rừng lớn gọi là Cù Sư La. Vào mùa an cư thứ 9, các thầy lớn như Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất và Maha Kakana không có mặt bên Phật ở tu viện Cù Sư La tại Cự Thường Di. Nhưng thầy Ananda vẫn được kề cận Phật. Chú La Hầu La cũng không có mặt, vì chú phải theo học với thầy Xá Lợi Phất.
các khu rừng quanh tu viện đầy những cây simsapa, và Phật ưa vào tĩnh tọa trong rừng vào những buổi trưa khi trời nắng gắt. Một buổi chiều từ rừng về, Phật cầm trong tay một nắm lá simsapa, người đưa nắm lá lên và hỏi các vị khất sĩ đang có mặt: "Này các vị khất sĩ, lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng nhiều?" Các vị khất sĩ đáp: "Lá trong tay Phật thì ít mà lá trong rừng thì nhiều." "Dạ đúng rồi, lá trong tay Phật thì ít mà lá trong rừng thì nhiều." Phật nói: "Cũng như thế, các vị khất sĩ, những điều tôi biết do sự thực chứng thì nhiều, nhưng những điều tôi đem ra dạy cho quý vị thì ít. Tại sao vậy? Tôi chỉ muốn trình bày cho quý vị những gì thực sự có ích lợi cho công trình tu tập của quý vị mà thôi." Phật nói như thế vì độ ấy trong giới các vị khất sĩ có nhiều người có khuynh hướng muốn đi vào những vấn đề siêu hình không thiết thực mấy đối với sự tu học. Mấy tháng trước ở xá vệ, Phật đã khuyên thầy Malunkiyaputta về việc không nên để tâm trí vướng bận vào những vấn đề không thiết yếu cho sự tu học. Thầy Malunkiyaputta lúc đó thường hay hỏi Phật những câu hỏi thuộc phạm vi siêu hình, nhưng Phật từ chối không trả lời. Ví dụ thầy hỏi: "Vũ trụ này là hữu biên hay vô biên, hữu hạn hay vô hạn?" Một hôm, thầy không chịu đựng sự im lặng của Phật được nữa. Thầy quyết định đi gặp Phật để ép Phật phải trả lời những câu hỏi của thầy. Thầy tự bảo là lần này nếu Phật từ chối thì thầy sẽ xin xả giới không tu theo người nữa. Thầy đi tìm Phật và nói: "Nếu Thế Tôn chịu trả lời những câu hỏi của con thì con sẽ nguyện tiếp tục đi theo học với người. Nếu không, con sẽ xin từ bỏ giáo đoàn khất sĩ. Nếu quả thật người biết vũ trụ là hữu biên hay vô biên thì xin người cứ nói ra. Còn nếu như người không biết thì người cứ nói thẳng là người không biết." Phật nhìn thầy Malunkiyaputta: "Hồi thầy xin đi xuất gia, tôi có hứa với thầy là sẽ giảng giải cho thầy về những câu hỏi như thế không?" Tôi có nói: "Này Malunkiyaputta, anh cứ xuất gia đi, rồi tôi sẽ dạy cho anh về những vấn đề siêu hình." Tôi có nói như thế không? Bạch Thế Tôn: "Không." "Vậy tại sao bây giờ thầy lại đặt điều kiện với tôi?" "Này Malunkiyaputta, ví như có một người nọ bị trúng một mũi tên có tẩm thuốc độc, bà con mời một ông thầy thuốc tới để nhổ mũi tên ra, dịch thuốc vào và cho uống thuốc trừ độc. Nhưng người bị trúng tên không cho ông thầy thuốc đụng vào vết thương mình. Người ấy nói: "Khoan đã, trước khi chữa trị, tôi muốn biết ai là kẻ đã bắn mũi tên này, tên họ người đó là gì, mấy tuổi, ở đâu, làm nghề nghiệp gì, thuộc giai cấp nào, vì cớ sao mà bắn tôi. Tôi cũng muốn biết loại cung bắn này là loại cung nào, và chất độc đó dùng là thứ chất độc lấy từ đâu." "Này Malunkiyaputta, người bị thương sẽ chết trước khi anh ta tìm hiểu được hết những điều đó. Người đi xuất gia cũng vậy. Những điều mà người xuất gia phải biết và phải hành là những điều căn bản mà tôi đã và đang dạy các thầy. Còn những điều khác, vì không có ích lợi thực tế cho sự tu học và hành trì để đi đến giải thoát, cho nên tôi không nói tới." "Này Malunkiyaputta, thầy phải biết điều này. Dù vũ trụ là hữu biên hay vô biên, hữu hạn hay vô hạn, thì thầy cũng phải công nhận điều này. Có những đau khổ trong cuộc đời, những đau khổ đó có nguyên do, và ta có thể quán chiếu các nguyên do ấy mà tìm cách làm cho cuộc đời bớt khổ. Những điều tôi dạy quý thầy có thể giúp quý thầy đạt tới sự buông bỏ, vô dục, thanh tịnh và giải thoát. Còn những điều không thiết thực cho việc tu học thì tôi từ chối không nói tới." Đại đức Malunkiyaputta nghe Phật nói rất lấy làm hối hận. Thầy đã xin sám hối Phật về tội đã dám ra điều kiện cho người.
Phật thường khuyến khích các vị khất sĩ gia công tu học và tránh những cuộc luận đàm có tính cách lý thuyết suông. Người gọi những lý thuyết suông không có ích lợi gì cho sự tu học ấy là hí luận. Trong số các thầy ở Cự Thường Di, có những thầy rất ưa hí luận, và cũng vì lẽ ấy, Phật đã đem tặng cho họ một nắm lá Simsapa. Tại Cự Thường Di, có một thí chủ lớn tên là Cù Sư La. Vị thí chủ này đã cúng dường rừng cây của mình để làm tu viện cho tăng đoàn, gọi là tu viện Cù Sư La. Ngoài ra, ông còn bảo trợ thành lập thêm hai trung tâm tu học cho các vị khất sĩ nữa. Đó là tu viện Kukukta và tu viện Babari Kambabana. Tu viện thứ tư trong vùng là tu viện Badarika. Quốc vương Udayana không có cảm tình nhiều với Phật, nhưng thái tử Bodhi trị vì xứ Banga lại là một người sùng kính Phật đúng mức. Tại xứ Banga, Phật và giáo đoàn đã từng được thái tử Bodhi đón tiếp rất nồng hậu. Tại Cự Thường Di cũng như tại các trung tâm tu học khác, có một số các vị kinh sư, nghĩa là những thầy chuyên về sự giảng dạy và ôn tụng các lời Phật dạy. Những lời Phật dạy trong gần 10 năm qua được kết tập và ôn tụng với những đề mục gọi là kinh. Ví dụ, kinh Chuyển Pháp Luân là bài giảng đầu tiên mà Phật nói tại vườn Nai ở phía bắc thành phố Ba La Nại cho năm vị khất sĩ đầu. Các kinh như kinh Vô Ngã Tướng, kinh Nhân Duyên, kinh Bát Chánh Đạo đều được học thuộc lòng và được ôn tụng mỗi nửa tháng. Ngoài các vị kinh sư, còn có các vị luật sư chuyên lo trì tụng về giới luật. Người tập sự xuất gia thì có giới luật của người tập sự xuất gia, người xuất gia thì có giới luật của người xuất gia. Những người chưa đến tuổi 20 như chú La Hầu La thì chưa được thọ giới khất sĩ, mà chỉ được thọ giới sa di. Năm ấy, ở Cự Thường Di đã xảy ra một vụ tranh chấp giữa một vị kinh sư và một vị luật sư tại tu viện Cù Sư La. Nguyên do của vụ tranh chấp thật là bé nhỏ, nhưng vì lòng tự ái của một số các thầy khất sĩ mà vụ tranh chấp đã gây nên chia rẽ trầm trọng trong đại chúng. Vị kinh sư vì vô ý đã không đổ nước trong chậu sau khi sử dụng. Vị luật sư cho đó là phạm luật. Vị kinh sư nghĩ là vì không cố tình cho nên mình không có lỗi. Nguyên do vụ tranh chấp chỉ có thế, nhưng đệ tử của hai vị ai cũng bênh vực thầy mình và nói bên đối phương là sai lầm. Cuộc tranh chấp vì thế mà leo thang. Bên này bắt đầu nói bên kia là vu khống, bên kia bắt đầu nói bên này là vọng ngữ. Cuối cùng, vị luật sư tuyên bố giữa đại chúng là vị kinh sư phạm giới, và nếu không sám hối thì vị này sẽ không được phép tham dự các buổi Bố Tát tụng giới hàng nửa tháng. Tình trạng trở nên căng thẳng, hai bên nói qua nói lại. Những lời qua lại này cũng tai hại như những mũi tên độc. Các vị khất sĩ chia thành hai phe. Cũng may là có một số các vị khất sĩ không chịu theo phe, họ than thở với nhau: chết mất, thế nào cũng có chia rẽ trầm trọng trong giáo đồ, thế nào cũng có chia rẽ trong giáo đồ. Trong khi đó, Phật vẫn chưa hay biết, tuy người đang an cư ở một tịnh xá sát bên tu viện, một số các vị khất sĩ đi tìm Phật và trình lên người hiện tình của đại chúng và cầu Phật can thiệp. Phật liền đi tìm vị luật sư, người nói: chúng ta không nên quá tin ở quan điểm riêng của chúng ta. Chúng ta phải lắng nghe và tìm hiểu quan điểm của người bên kia. Chúng ta phải tìm mọi cách để tránh sự gây chia rẽ trong đại chúng. Rồi Phật đi tìm vị kinh sư, người cũng nói với vị kinh sư những lời mà người đã nói với vị luật sư, hy vọng hai người sẽ đi tới hòa giải. Sau đó, người trở về tịnh xá. Nhưng cuộc can thiệp của Phật không có hiệu quả. Cả hai bên vì lời qua lẽ lại đều đã bị thương tích trầm trọng.
Các vị Phất sĩ đứng ở giữa không đủ sức để dàn xếp một cuộc hòa giải. Nội vụ được truyền tới tai với đệ tử tại gia, và chẳng bao lâu các giáo phái bên ngoài đều biết tới. Uy tín của đoàn thể Phất sĩ bị thương tổn nặng. Đại đức Nagita, thị giả của Phật, thấy như vậy không chịu nổi nữa. Thầy lại đem nội vụ trình lên Phật và cầu cứu Phật tới can thiệp một lần nữa. Phật khoác áo và tới thẳng thính đường của tu viện. Người bảo đại đức Nagita thỉnh chuông triệu tập đại chúng. Khi mọi người đã tụ họp đầy đủ, Phật nói: Xin các thầy hãy chấm dứt việc tranh chấp và cãi cọ. Xin quý thầy hãy chấm dứt tình trạng chia rẽ trong nội bộ giáo đoàn. Xin hãy trở về với sự tu học. Nếu chúng ta tu học thật sự thì chúng ta không còn là nạn nhân của tự ái, giận hờn và chia rẽ nữa. Một vị khất sĩ đứng bên bạch: Thế Tôn, xin Thế Tôn đứng ra ngoài vụ tranh chấp này. Xin người cứ an trú trong niềm vui tịnh lạc của thiền định. Đây không phải là việc của người. Chúng tôi đã lớn, chúng tôi có thể tự mình giải quyết vụ này được, không cần đến Thế Tôn. Vị khất sĩ nói xong, mọi người đều im lặng, Phật cũng im lặng. Một lát sau, người đứng dậy, rời bỏ thính đường. Người trở về tịnh xá lấy bình bát và áo, rồi người một mình đi vào cự thường di để khất thực. Khất thực xong, người vào rừng một mình để thọ trai. Thọ trai xong, người đứng dậy, ôm y bát từ bỏ thành phố cự thường di, hướng về phía bờ sông mà đi. Không ai được phép theo người, kể cả thầy thị giả Nagita, kể cả đại đức Ananda. Phật đi lần hồi tới thị trấn Balankat Luna Karama. Tại đây, người gặp một vị đệ tử là đại đức Bagu. Thấy Phật, đại đức rất vui mừng. Đại đức rước Phật vào một cụm rừng, mời Phật ngồi, rồi đi tìm nước và khăn cho Phật rửa mặt và tay chân. Phật hỏi thăm về sự tu học của thầy Bagu. Thầy nói thầy rất an lạc ở đây, dù thầy ở có một mình. Phật nói: Ở một mình đôi khi mà khỏe hơn là ở với nhiều người. Sau khi giảng dạy thêm giáo lý và khích lệ đại đức Bagu về sự tu học, Phật từ giả thầy để đi về phía công viên đông trúc cách đó không xa. Bước vào công viên, Phật bị người cai vườn ngăn lại. Ông ta nói: Sa môn, ông đừng đi vào trong công viên. Ông vào đó sợ làm rộn các vị đang tu hành trong ấy. Phật chưa biết nói sao thì từ trong công viên đại đức A Nậu Lâu Đà đi ra. Thầy vái chào Phật và nói với người cai vườn: Đó là thầy của chúng tôi đó, xin ông cứ để cho người vào. Rồi đại đức đưa Phật vào phía trong công viên. Ở đây Phật lại gặp thêm hai vị khất sĩ khác, đại đức Nandiya và đại đức Kim Tỳ La. Hai người gặp Phật rất mừng. Thầy Nandiya nâng bát cho Phật, còn thầy Kim Tỳ La thì nâng áo tăng già lê của người. Họ sắp chỗ ngồi cho Phật trên một bụi tre vàng. Họ đem nước và khăn tới cho người rửa mặt và rửa chân. Rồi cả ba thầy chắp tay làm lễ Phật. Phật bảo ba thầy ngồi xuống bên cạnh. Người hỏi: Các thầy ở đây có được an tịnh không? Sự tu học có thuận lợi không? Và việc khất thực hành hóa có dễ dàng không? Thầy A Nậu Lâu Đà đáp: Bạch thầy, chúng con ở đây rất an ổn. Ở đây khung cảnh rất an tịnh, việc khất thực và hành hóa cũng dễ dàng. Chúng con đã đạt được nhiều tiến bộ trong sự tu học. Phật lại hỏi: Vậy các thầy có thương mến nhau và hòa hợp với nhau không? Đại đức A Nậu Lâu Đà đáp:
Bạch Thế Tôn, chúng con rất thương mến nhau, chúng con hòa hợp với nhau một cách dễ dàng như nước với sữa. Riêng con được sống với hai huynh Kim Tỳ La và Nam Di Gia là một điều may mắn lớn trong đời con. Con trân quý tình bằng hữu này lắm. Mỗi khi con nói hay con làm một điều gì, dù là khi hai huynh không có mặt, con cũng nghĩ đến hai huynh. Con tự hỏi con, nói như thế và làm như thế thì hai huynh có vừa ý không? Nếu con có một chút nghi ngờ rằng lời nói và việc làm ấy có thể làm cho hai vị Phật ý, là con nhất định không nói và không làm. Thưa Thế Tôn, chúng con tuy là ba người mà cũng như là một. Phật gật đầu ưng ý. Người nhìn hai thầy kia, thầy Kim Tỳ La nói với Phật: Điều sư huynh A Nậu Lâu Đà nói đó là sự thật. Chúng con rất hòa hợp với nhau và rất thương mến nhau. Thầy Nandiya nói: Chúng con biết chia sẻ cho nhau đồng điều mọi thứ, từ chỗ ăn chỗ ngủ cho đến kiến thức và kinh nghiệm, chúng con đều sẵn lòng chia sẻ cho nhau. Phật khen: Tốt lắm, tôi rất hài lòng khi thấy các thầy ăn ở với nhau như vậy. Có sự hòa hợp đó, một đoàn thể tu học mới thực sự là một đoàn thể tu học. Các thầy đã thực sự tỉnh thức, cho nên quý thầy mới thực hiện được sự hòa hợp đó. Phật ở lại với ba thầy một tháng. Người nhận xét như sau: Buổi sáng sau giờ thiền tọa, ba thầy cùng đi khất thực một lần. Khất thực xong, vị nào về trước thì đi sắp đặt chỗ ngồi, đi lấy nước uống, nước rửa và một cái chậu sạch để sẵn tại đó. Xong rồi vị ấy mới đi rửa mặt, rửa chân và ngồi xuống để quán niệm và thọ trai. Trước khi thọ trai, vị ấy sang bớt thức ăn trong bát vào chiếc chậu sạch. Thức ăn này là để dành cho vị khất sĩ nào không xin được đủ một phần ăn. Khi các vị kia về thì nước rửa và nước uống đã có sẵn, họ khỏi phải đi xách nước. Họ chỉ cần ngồi xuống rửa tay, rửa mặt và rửa chân trước khi ngồi xuống thọ trai. Sau khi thọ trai và uống nước, cả ba người cùng đi dọn dẹp. Nếu thức ăn trong chậu còn dư, họ đem đổ ở một khoảng đất trống không có cây cỏ, hoặc đổ xuống nước nơi không có loài vật nào đang sống. Họ cùng rửa và cùng úp các chậu lại. Ai thấy bình nước uống hết nước thì đi lấy thêm. Ai thấy vại nước rửa lưng thì đi xách nước thêm. Ai thấy cầu tiêu không được sạch thì đi chùi rửa. Việc gì cần hai hoặc ba người mới làm nổi thì họ đấu vai chung sức lại. Họ không cần bàn cãi gì hết về công việc hàng ngày. Cứ mỗi năm ngày họ ngồi lại một lần để cùng học hỏi giáo lý và trao đổi kinh nghiệm tu tập. Trước khi từ giã ba thầy, Phật nói: Các thầy, bản chất của một tăng đoàn là sự hòa hợp. Theo tôi, ta có thể minh định sự hòa hợp như sau. Thứ nhất là thân hòa đồng trú, nghĩa là cùng chia sẻ với nhau một trung tâm tu học, một khu rừng hay một mái nhà. Thứ hai là lợi hòa đồng quân, nghĩa là cùng chia sẻ với nhau đồng điều những tiện nghi của cuộc sống. Thứ ba là giới hòa đồng tu, nghĩa là cùng hành trí với nhau những giới và những luật đã được truyền thọ và ban hành. Thứ tư là khẩu hòa vô tránh, nghĩa là chỉ sử dụng cái ngôn ngữ hòa hợp, tránh tất cả những lời nói có thể gây ra sự xích mích và tranh cãi. Thứ năm là kiến hòa đồng giải, nghĩa là trao đổi và chia sẻ những hiểu biết và những kiến thức với nhau, không giấu giếm cái hiểu biết cho riêng mình để cho mọi người cùng được học hiểu. Thứ sáu là ý hòa đồng duyệt, nghĩa là các ý kiến khác nhau phải được tổng hợp lại
và không ai có thể bắt buộc mọi người khác phải làm theo ý kiến riêng của mình. Như thế để tạo nên sự vui vẻ và hòa hợp trong đoàn thể. Các vị khất sĩ, từ nay về sau, chúng ta phải lấy 6 nguyên tắc hòa hợp này mà sống với nhau. Ba vị đại đức Quan Hỷ tiếp nhận lời dạy của Phật. Từ giả ba thầy, Phật lên đường. 7 ngày sau, người tới Parilevyaka. Phật đi vào rừng Rakhita và tìm thấy một cây sala cành lá xum xuê. Người đặt y bát xuống và ngồi nghỉ dưới gốc cây đẹp đẽ này. Phật có ý định muốn ở lại một mình tại đây trong mùa an cư sắp đến. Chương 47. Cứ theo chánh pháp mà hành trì. Dưới cây sala, người cảm thấy có nhiều an lạc và thoải mái. Đây là một khu rừng xanh tốt, có đồi, có suối, lại có hồ. Sống một mình, Phật thấy dễ chịu hơn khi có đông đảo đệ tử. Ở cự thường di, hiện giờ nhiều vị khất sĩ đang sống trong phiền não, và phiền não lan tới cả giới đệ tử tại gia. Người cảm thấy buồn vì chính đệ tử của người cũng không chịu nghe lời người khuyên bảo. Người biết đó là vì sự buồn giận đang che mất tâm trí họ. Trong rừng Rakhita, Phật gặp rất nhiều loài thú vật, có cả một đàn voi nữa. Con voi mẹ vốn là một con voi chúa, thường hay đem những con voi khác và đàn voi con xuống tắm dưới hồ. Nó dạy cho những con voi con uống nước, ăn cỏ và ăn những cọng bông súng. Phật nhìn con voi mẹ dạy đàn voi con ăn những cây bông súng. Nó lấy dồi nhổ một đám bông súng, khỏa những cây bông súng để rửa ở mặt nước cho bùn đất trôi đi, rồi mới đi vào miệng. Các con voi con tập một hồi rồi cũng làm được như con voi mẹ. Mấy mẹ con voi này rất có cảm tình với Phật. Voi và Phật rất thân cận và yêu mến nhau. Có khi voi mẹ hái cả trái cây để cúng dường Phật. Phật ưa vuốt đầu những con voi con và đưa chúng xuống bờ hồ. Con voi chúa thường dùng tiếng trống để triệu tập đàn voi và những con voi con. Tiếng rú của những con voi chúa rất là oai vệ. Phật đã học và bắt chước được tiếng rú này. Có một lần, sau khi con voi chúa rú lên tiếng rú oai vệ của nó, Phật cũng bắt chước rú lên. Con voi chúa nghe tiếng hú, lập tức nhìn về phía Phật và nó tới trước Phật, rồi quỳ hai chân trước xuống. Phật vuốt ve và đỡ nó dậy. Phật ở lại an cư tại đây. Đây là mùa an cư thứ 10 của Phật sau ngày thành đạo. Và đây là lần thứ 2 người an cư một mình. Suốt ngày người ở trong rừng, chỉ mỗi buổi sáng vào giờ khất thực, người mới rời khỏi khu rừng xanh tốt của người để đi vào tụ lạc mà thôi. Sau mùa an cư, Phật từ giả đàn voi và khu rừng xinh đẹp, người đi về hướng đông bắc. Nửa tháng sau, người về tới tu viện cấp cô độc ở Xá Vệ. Đại đức Xá Lợi Phất thấy Phật về mừng lắm. La Hầu La cũng có mặt tại đó, nhiều vị đại đệ tử cũng có mặt tại đó. Các đại đức như Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Maha Katkara, U Bà Ly, Maha Kothiya, Maha Kapinda, Maha Kunda, Ribata và Đề Bà Đạt Đa. Các đại đức A Nậu Lâu Đà, Kim Tỳ La, Nandiya từ công viên rừng trúc ở Karagama cũng đã về tới. Ni sư Kiều Đầm Di cũng có mặt tại Xá Vệ. Thấy Phật, ai nấy đều mừng rỡ.
bước vào tịnh xá, Phật gặp thầy Ananda đang sắp đặt và quét dọn lại tịnh xá. Một năm và 4 tháng trời, Phật đã vắng mặt tại đây. Thấy Phật, Đại Đức Ananda mừng quá. Thầy buông chổi vái chào Phật. Phật hỏi thăm thầy về tình trạng ở Cự Thường Di. Thầy nói: Sau khi Phật bỏ đi, một số huynh đệ đến tìm con và nói: Này sư huynh, Thế Tôn đã bỏ đi rồi, người đi một mình, tại sao sư huynh không tìm theo Phật để làm thị giả cho người? Nếu sư huynh không đi thì chúng tôi đi đó. Con trả lời: Nếu Phật đi mà không cho ai biết, mà cũng không từ giả huynh đệ chúng ta, đó là vì người muốn đi một mình, chúng ta không nên làm phiền người. Sau đó khoảng 6 tháng, một số huynh đệ lại tới nói với con: Này sư huynh, lâu nay chúng mình không được nghe Thế Tôn dạy bảo, không được nghe giáo pháp trực tiếp từ miệng của bậc thầy nói ra, chúng ta nên đi tìm người đi. Chúng con đã lên đường đi tìm Phật nhưng không được gặp, không ai biết Phật ở đâu. Cuối cùng chúng con tìm về xá vệ, về tới đây chúng con cũng không thấy Phật. Chúng con tự bảo nên kiên nhẫn chờ Phật tại đây, thế nào người cũng về, thế nào người cũng không bỏ các đệ tử xứng đáng của người. Vậy khi thầy rời khỏi Cự Thường Di, tình trạng như thế nào? Các vị khất sĩ còn cãi cọ nhau nhiều không? Thế Tôn, hồi ấy tình trạng còn căng thẳng lắm, căng thẳng hơn ngày Thế Tôn ra đi nhiều. Không bên nào chịu thua bên nào, không khí thật là khó thở. Mỗi lần đi vào thành phố khất thực, chúng con lại bị giới cư sĩ hỏi han về vụ tranh chấp. Chúng con nói: Thì có nhiều vị khất sĩ đứng ngoài vụ tranh chấp, xin quý vị biết cho điều đó. Và đó là điều duy nhất mà chúng con có thể làm. Dần dần giới cư sĩ bắt đầu phản ứng, họ tìm tới tu viện và nói với các vị khất sĩ trong vụ tranh chấp: Quý thầy đã không nghe lời Phật, để cho Phật phải buồn lòng mà bỏ đi. Quý thầy có trách nhiệm rất lớn, giới tại gia của chúng tôi đã mất rất nhiều niềm tin, xin quý thầy xét lại cho. Thế Tôn, ban đầu thì các thầy không chú ý tới lời cảnh cáo của giới tại gia, nhưng sau đó giới tại gia cương quyết bảo nhau không cúng dường cho các vị có mặt trong cuộc tranh chấp. Hỏi tại sao không cúng dường Tăng Bảo, họ trả lời: Quý vị không xứng đáng với Phật, bởi vì quý vị không có sự hòa hợp. Nếu quý vị nghe lời Phật mà hòa giải được với nhau, rồi sau đó đi tìm Phật để sám hối, thì chúng tôi sẽ khôi phục được niềm tin. Lúc đó chúng tôi mới hành trì lại được phép cúng dường với tất cả tâm thành của chúng tôi được. Thưa Thế Tôn, giới tại gia ở Cự Thường Di cương quyết lắm, họ nói thì họ làm ngay. Ngày rời Cự Thường Di, con nghe nói là hai bên đã định ngày tập hợp để đi tới sự hòa giải. Con nghĩ là họ sẽ hòa giải được, và sớm muộn gì họ cũng tìm về tới đây để xin sám hối với Phật. Phật nói: Ananda, đưa chổi đây để ta dọn dẹp tiếp cho. Thầy hãy đi kiếm thầy Xá Lợi Phất về để ta nói chuyện. Ananda đi rồi, Phật lấy chổi quét tịnh xá. Người làm công việc này một cách thông thả và thoải mái. Rồi người bắt một chiếc ghế ra ngoài sân ngồi. Tu viện cấp cô độc quả là một nơi đẹp đẽ. Cây cối xanh tươi và chim chóc ca hát vang lừng cả 4 mặt. Người ngồi chơi một lát thì Đại Đức Xá Lợi Phất tới. Hai thầy trò ngồi bên nhau im lặng một hồi lâu. Rồi Phật nói cho Đại Đức nghe điều người đang quan tâm. Phật bảo phải làm mọi cách để những cuộc cãi cọ vô nghĩa lý đừng xảy ra ở trung tâm tu học xinh đẹp này. Hai người bàn bạc với nhau khá lâu. Một buổi chiều nọ, Đại Đức Xá Lợi Phất được báo tin là các thầy ở Cự Thường Di đang lục tục kéo về. Họ đông tới cả 100 người. Họ còn ở dưới phố, chưa lên tới tu viện. Thầy đi tìm Phật và hỏi người: Thế Tôn, con nghe là các huynh đệ từ Cự Thường Di đã về đến, và họ sắp tới rồi, chúng con phải tiếp xử họ như thế nào? Thì thầy cứ tiếp xử đúng theo chính pháp. Lại Phật: Đúng chính pháp nghĩa là sao?
xin người dạy cho. Thầy mà cũng còn hỏi một câu như thế sao? Đại đức Xá Lợi Phất im lặng. Vào lúc đó, các thầy Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Các Ca Na, Cốt Thi Gia, Ca Bin Na và A Nậu Lâu Đà tìm tới tịnh Phất của Phật. Các thầy hỏi: Lại Phật, huynh đệ ở Cự Thường Di sắp về tới, chúng con phải tiếp xử họ như thế nào? Thì các vị cứ tiếp xử đúng theo như chính pháp là được rồi. Các thầy đưa mắt nhìn Đại Đức Xá Lợi Phất. Đại Đức chỉ mỉm cười. Phật nhìn những vị đệ tử lớn của người, rồi người nói chậm rãi: Phải lắng tai nghe cả hai bên, phải đừng có thành kiến với bên nào hết. Những điều gì mình nghe từ một phía, mình phải trầm tĩnh xét đoán, xem cái gì đúng với chánh pháp và cái gì không đúng với chánh pháp. Chánh pháp là những gì tôi đã trình bày như là con đường đưa đến an lạc và giải thoát. Những điều mà chính tôi đang làm theo, không phải chánh pháp, là những gì tôi đã khuyên răng không nên làm, và chính tôi không bao giờ làm. Khi quý vị biết được cái gì là chánh và cái gì là không chánh ở mỗi bên, thì quý vị có thể giúp đỡ họ trong việc hòa giải. Vừa lúc ấy, các vị thí chủ lớn của tu viện do cư sĩ Cấp Cô Độc lãnh đạo cũng tìm tới tình thất. Họ hỏi: Thế Tôn, những vị khất sĩ ở Cự Thường Di sắp tới, chúng con phải đối xử như thế nào? Chúng con nên cúng dường hay không nên cúng dường? Nếu cúng dường thì Phật dạy nên cúng dường về phía nào? Phật mỉm cười: Nên cúng dường cho cả hai bên, và nên tỏ lòng yểm trợ và tán thán mỗi khi có người nói lên những điều đúng với chánh pháp. Lúc đó, thầy A Nan Đà xuất hiện. Thầy báo tin cho Đại Đức Xá Lợi Phất biết hiện là các thầy Cự Thường Di đã về tới cổng tu viện đầy đủ. Tất cả đang đứng chờ bên ngoài tu viện vì chưa dám đi vào. Đại Đức Xá Lợi Phất hướng về phía Phật: Lại Phật, các huynh đệ của con từ Cự Thường Di đã tới, con có nên mở cửa cho họ vào không? Phật nói: Thầy nên mở cửa cho họ vào. Xá Lợi Phất bạch tiếp: Rồi con sẽ giải quyết thế nào về sự cư trú của họ? Cho hai phe ở riêng ra hai bên. Lại Phật, có thể là không có đủ chỗ cư trú riêng cho tất cả mọi người đâu. Nếu vậy thì chịu khó ở chật chật một chút. Tuy nhiên, đừng nên để ai phải ngủ ở ngoài trời, nhất là các thầy lớn. Vậy còn về thực phẩm và thuốc men? Thực phẩm và thuốc men thì cũng được phân phát cúng dường đồng đều như nhau. Theo lệnh của Đại Đức Xá Lợi Phất, các thầy tri khách mở cửa đón tiếp các vị khất sĩ từ Cự Thường Di tới. Các vị được chia chỗ ở và được nhận những tiện nghi cư trú theo đúng như lời Phật dạy. Tất cả mọi việc đều được diễn tiến trong im lặng. Sáng ngày hôm sau, tất cả các vị mới đến đều được lệnh cho đi khất thực. Nhưng trước khi họ đi, thầy Xá Lợi Phất đã chia họ thành từng toán và chỉ định họ đi từng địa phương khác nhau theo tinh thần lời Phật dạy. Buổi chiều, các thầy ngỏ ý muốn Đại Đức Xá Lợi Phất dàn xếp cho họ được làm lễ sám hối Phật. Đại Đức nói: Theo sự hiểu biết của tôi thì việc sám hối với Phật không phải là việc căn bản. Việc căn bản là các thầy đạt được sự hòa giải. Với sự hòa giải đó như là một thành quả, lễ sám hối mới có ý nghĩa và mới có bản chất chân thực. Tối hôm ấy, vị kinh sư chủ chốt của sự bất phục tùng tìm tới vị luật sư thù nghịch. Thầy chắp tay lại và làm lễ vị này. Thầy quỳ xuống và tác bạch: Bạch Đại Đức, tôi xin công nhận là tôi đã phạm giới, và sự kết tội của Đại Đức vào mùa hè năm ngoái là đúng luật.
tôi sẵn sàng sám hối trước đại chúng để được trở lại tình trạng giới thể thanh tịnh. Vị kinh sư làm được như vậy vì thầy không thấy có một nẻo thoát nào khác cho giáo đoàn khất sĩ. Ông sẵn sàng hy sinh tự ái để đem lại hòa khí cho giáo đoàn. Biết thế, vị luật sư liền phản ứng một cách mau lẹ. Ông cũng quỳ xuống trước vị kinh sư, ông nói: "Tôi cũng xin sám hối với đại đức là tôi đã thiếu khiêm nhượng và khéo léo trong vụ này. Xin đại đức từ bi chứng minh cho tấm lòng thành khẩn của tôi." Ngay buổi tối hôm đó, lễ phát lộ của vị kinh sư được tổ chức và vị kinh sư khôi phục được giới thể thanh tịnh. Ai nấy đều thở phào, nhất là các vị khất sĩ từ cự thường di đến. Trong số đó có nhiều thầy chưa bao giờ có dính líu đến cuộc tranh chấp. Phật được báo tin này vào lúc nửa đêm. Chính đại đức Xá Lợi Phất đem tin này tới cho người. Người chỉ gật đầu không nói năng gì. Cuộc tranh chấp đã chấm dứt, nhưng vết thương vẫn còn. Phải cần một thời gian nữa thì vết thương mới có thể lành hẳn. Chương 48: Rơm phủ lên bùn. Theo đề nghị của đại đức Ca Diếp, một cuộc hội họp được tổ chức tại giảng đường Thị Viên, quy tụ những vị đệ tử lớn của Phật và cả những vị đã từng là chủ chốt trong vụ tranh chấp ở cự thường di. Mục đích của buổi họp là để rút tỉa kinh nghiệm và đề ra những nguyên tắc ngăn ngừa những cuộc tranh chấp có thể xảy ra trong giáo đoàn. Đại đức Ca Diếp làm chủ tọa buổi họp. Mở đầu buổi họp, thầy A Nậu Lâu Đà được đại đức Ca Diếp yêu cầu trùng tuyên lại những điều mà thầy đã được nghe Phật dạy tại công viên Đông Trúc về 6 nguyên tắc sống chung hòa hợp. Thầy A Nậu Lâu Đà lặp lại với đầy đủ chi tiết 6 nguyên tắc ấy mà thầy gọi là pháp chế lục hòa. Đại đức Mục Kiền Liên rất mừng sau khi được nghe pháp chế này. Thầy đề nghị tất cả các vị khất sĩ nên học thuộc lòng 6 nguyên tắc sống chung hòa hợp. Thầy nói, 6 nguyên tắc này cũng cần được học thuộc lòng để đem phổ biến tới các trung tâm tu học khác. Sau 4 hôm góp ý và thảo luận, các thầy đã thiết lập được 7 phương pháp để dập tắt các cuộc tranh chấp. Họ gọi đó là thất diệt chánh pháp và họ đem đệ trình lên Phật. Thất diệt chánh pháp được xem như là những phương pháp đưa tới sự hòa giải, được trình bày như sau. Thứ nhất là hiện tiền tỳ ni. Theo nguyên tắc này, tất cả những phát biểu về cuộc tranh chấp phải được nói ra trong đại chúng với sự có mặt của hai phía tranh chấp. Tránh tất cả những sự phát biểu và bàn bạc riêng tư. Những phát biểu thường có tác dụng tuyên truyền cho một bên và do đó có tác dụng gây thêm rạn nứt và hận thù. Thứ hai là ức niệm tỳ ni. Ức niệm tức là nhớ lại. Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của cả hai phía tranh chấp, các đương sự phải hồi tưởng lại những gì đã thực sự xảy ra và tuần tự trình bày tất cả những điều đó theo trí nhớ của mình. Với tất cả những chi tiết, và nếu có thể thì đưa ra những bằng chứng xác thực, đại chúng sẽ im lặng lắng nghe cả hai bên để có đủ mọi dữ kiện mà thảm sát vấn đề. Thứ ba là bất si tỳ ni. Bất si có nghĩa là không cứng đầu, không ngu dốt hoặc tâm trí không bình thường. Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của cả hai phía tranh chấp, đại chúng trông chờ các đương sự bày tỏ thiện chí hòa giải của mình với tất cả khả năng của mình. Thái độ ngoan cố được xem như là một điểm tiêu cực căn bản. Trong trường hợp đương sự nêu lên lý do vì mình ngu dốt không biết hoặc vì mình tâm trí bất thường cho nên đã vô tình phạm vào quy luật, thì đại chúng phải nương vào đó để giảm luật án cho đẹp lòng đôi bên. Thứ tư là tự ngôn tỳ ni. Tự ngôn là tự mình nói ra,
tự mình công nhận sự vô ý, sự vụng về hoặc sự yếu đuối của mình, không cần sự hạch hỏi của đối phương hay của đại chúng. Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của cả hai phía tranh chấp, đại chúng trông đợi mỗi bên tự nói ra những nhược điểm của mình, dù là những điểm nhỏ nhặt nhất, tự nhận lỗi mình, tức là khởi sự cho một cuộc xuống thang tranh chấp. Điều này sẽ khuyến khích đối phương cũng làm như vậy, để cuối cùng thiện chí của cả hai bên sẽ có đủ sức đưa tới hòa giải. Thứ năm là đa ngữ tỳ ni. Đa ngữ là lấy biểu quyết bằng đa số. Sau khi đã nghe hết tất cả hai bên và đã chứng kiến nỗ lực thiện chí của hai bên, đại chúng sẽ biểu quyết bằng đa số. Thứ sáu là tội xứ sở tỳ ni. Án lệnh tối hậu về tội tướng và cách thức hối cải được đưa ra để đại chúng quyết định bằng phương pháp bạch tứ yết ma, nghĩa là phương pháp đọc lớn bản án lên và hỏi ba lần. Nếu trong ba lần này mà tất cả đều im lặng và không ai lên tiếng phản đối thì bản án lệnh có hiệu lực. Cố nhiên là các đương sự chỉ có thể tuân hành chứ không có quyền phản đối, bởi vì cả hai bên từ lúc bắt đầu đã phát nguyện tin tưởng vào phán quyết của đại tăng. Thứ bảy là thảo phú địa tỳ ni. Thảo phú địa nghĩa là rơm cỏ phủ lên đất xình lầy. Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của cả hai phía tranh chấp, hai vị trưởng lão đức độ được chỉ định để bảo trợ cho hai phía. Các vị này thường được đại chúng tôn kính và nghe lời. Các ngài ngồi chăm chú nghe, rất ít nói, nhưng mỗi khi nói là có ảnh hưởng rất lớn. Tiếng nói của các vị trưởng lão này nhằm hàn gắn những vết thương, kêu gọi thiện chí hòa giải và tha thứ, cũng như phủ rơm cỏ trên mặt đất xình lầy để mọi người bước lên mà không bị lấm chân. Cả hai phía sẽ nghe lời các vị mà bỏ qua đi những điều không đáng kể, mất đi sự gay gắt, và đại chúng cũng đi đến một bản án lệnh nhẹ nhàng làm mát lòng cả hai bên. Bảy phương pháp dập tắt tranh chấp được các vị đệ tử lớn đem trình lên Phật. Phật rất vui lòng, người tỏ ý khen ngợi các thầy và đồng ý đưa bảy điều này vào giới luật. Phật ở lại tu viện Kỳ Viên trong 6 tháng nữa. Sau đó người về Dương Xá. Trên đường về, người đã ghé lại thăm cây Bồ Đề. Người cũng đã ghé lại xóm hạ làng U Lâu Tần Loa để thăm mấy anh em Cát Tường. Cát Tường bây giờ đã thành một chàng trai cao lớn. Cát Tường đã 21 tuổi. Nhớ lời hứa năm xưa, Phật đã ghé lại để độ chú, đưa chú về Dương Xá. Ở đây, chú đã được xuất gia và đã được làm quen với Chúa.